Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 538 của Shop Công nghệ TD. Hôm nay thì mình Tiên Lương và Long sẽ thay nhau trả lời tất cả những hỏi đáp của các bạn trong số hỏi đáp ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn tên là Hùng. Câu hỏi số 1, bạn Kim Trần Hùng. Anh tư vấn giúp em chiếc máy đeo mỏng nhẹ cấu hình cao trong tầm giá 15 triệu với ạ. Có khả năng nâng cấp RAM và ổ cứng thì càng tốt, em cảm ơn. Nếu mà tầm 15 triệu thì mua mới thì hơi khó mà, bởi đeo thì họ bán khá đắt. Nhưng mà anh sẽ giới thiệu cho em một chiếc máy mà nâng được RAM, mà thiết kế vỏ hợp kim nhôm khá là sang nhưng em phải đầu tư hơn 17 triệu. Đó là chiếc Dell Inspiron 5415 hoặc chiếc Dell Voltron 5415. Nó được trang bị cả i5 và cả dòng CPU Ryzen. Thì đây là chiếc máy được trang bị vỏ bằng hợp kim nhôm có thiết kế cực kỳ đẹp, nhưng giá của nó thì là hơn 17 triệu một chút em nhá. Còn nếu mà em mua máy tầm 15 triệu mà mua cũ mỏng nhẹ sang trọng thì trong tầm tiền này thì em chọn cho anh con phiên bản là Dell XPS 9360. Chiếc máy trọng lượng nó chỉ có hơn 1kg thôi. Được trang bị cấu hình i5 RAM 8GB SSD 256GB, màn hình Full HD. Và đặc biệt với dòng XPS thì chất lượng màn hình của nó phải nói là tuyệt đỉnh luôn, 100% sRGB. Thì em có thể tham khảo thêm. Đây là máy cũ đã qua sử dụng em nhá. XPS 9360, giá khoảng hơn 16 triệu một chút em nhá. Xin lỗi em là nếu mà con XPS thì lại không nâng được RAM. Thì đấy thì thế là tầm cũ này thì em chọn cho anh con Dell Latitude 5400. Đó, chiếc máy được trang bị i5 RAM 8GB SSD 256GB có giá 15.500 thì anh nghĩ là sẽ hợp với tầm 15 triệu của em trong tầm tiền này. Thì em có thể tham khảo anh thêm các bài đánh giá trên YouTube em nhé. Câu hỏi số 2, bạn Đông Thị Dung. Anh cho em hỏi Dell Latitude 7480 coi i5 bên mình còn hàng không và máy bao nhiêu phần trăm ạ? Máy 7480 thì đây là một trong những chiếc máy phổ thông dùng rất là tốt trong công việc văn phòng. Máy thiết kế vỏ bằng hợp kim nhôm Mazue, có thiết kế cực kỳ sang trọng đẹp, chất lượng bàn phím tốt, khả năng hiển thị màn hình rất là ok. Hiện nay cửa hàng anh đều có đủ cấu hình từ i5, i7 em nhé, em có thể qua cửa hàng. Câu hỏi số 3, bạn Tuấn Su. Chú có khuyến mãi gì cho sinh viên quay lại trường không ạ? Tất cả các chương trình của cửa hàng chú từ ngày xưa giờ luôn ủng hộ các em học sinh sinh viên, đó là luôn giảm giá em ạ. Với các em học sinh sinh viên mua những chiếc máy mà ở phân khúc từ dưới 10 triệu anh sẽ lì xì cho 500.000. Đang chạy chương trình lì xì Tết quên. Lì xì cũng như giảm giá sinh viên thì cũng như thế em ạ. Và những chiếc máy mà trên 20 triệu thì anh có thể giảm giá từ 5 đến 800.000 em nhá. Câu hỏi số 4, bạn Văn Phú Nguyên. Anh cho em hỏi ở MacBook có phần mềm nào theo dõi camera giám sát không ạ? Mong anh trả lời. Phần mềm nào theo dõi camera giám sát? Nếu như mà ở trên tất cả các phần mềm camera thì nó sẽ có, ở đây thì anh không hiểu ý của em hỏi lắm. Nhưng theo anh ý của anh hiểu có nghĩa là trên MacBook ấy có phần mềm là để theo dõi các phần mềm camera giám sát ở nhà chúng ta đúng không? Thì nếu như trên các phần mềm của ứng dụng camera ấy, nó phải hỗ trợ nền tảng macOS thì em cài vào đây nó mới nhận em ạ. Còn nếu mà trong trường hợp mà tất cả những chiếc máy mà em muốn sử dụng camera nếu mà chạy trên Win thì hầu như là có hết mà, thì cái máy Mac của em nó phải chạy song song cả hệ điều hành Windows thì em mới xem quản lý camera được em nhá. Câu hỏi số 5, bạn Nguyễn Kiên. Mua laptop ở shop thì có được vệ sinh free không ạ? Em nếu mà vệ sinh thông thường thì cửa hàng anh từ ngày xưa giờ đều là miễn phí, em có thể vệ sinh cài đặt phần mềm hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà nếu mà những chiếc máy chuyên dụng mà em muốn vệ sinh loại keo tốt nhất thì bọn anh hay sử dụng là mới 4 hoặc mới 5 ấy, thì mỗi một lần vệ sinh là cửa hàng anh sẽ thu thêm phụ phí 100.000, bởi vì cái tip keo này nó giá rất là đắt. Một tip keo 500.000 thì chỉ vệ sinh được vài máy thôi, thì ở đây anh sẽ lấy một chút tiền keo thôi, còn tiền công là không lấy tiền em nhá. Câu hỏi 6, bạn Luân Nguyễn. Dell XPS 9550 với XPS 9560 Full Option tính đến thời điểm hiện tại giờ vẫn còn ngon không anh? Chủ yếu coi phim nhẹ, nghe nhạc, edit video, chơi game FIFA Online 4, PUBG và làm các tác vụ cơ bản. Với chiếc XPS 9550 và 9560 là một trong chiếc máy mà thiết kế thứ nhất là giải trí doanh nhân, rất là mỏng, chất lượng màn hình tốt, loa cực kỳ hay và đặc biệt cấu hình của nó đủ khả năng để chơi tất cả những ứng dụng về phần mềm kia. Nhưng lưu ý nếu mà chơi PUBG trên con này thì hơi yếu một chút em ạ, bởi vì thực tế đây là dòng Ultrabook, nó không phải là dòng chuyên dụng để chơi game, nhưng mà chơi thì vẫn chơi được, còn các tựa game kia thì nó chơi hoàn toàn bình thường. Với phân khúc đầu tư mà từ khoảng 18 đến hơn 20 triệu một chút thì đây chắc chắn là một chiếc máy rất tốt cho em, đặc biệt là màn hình của nó, chất lượng của dòng XPS và nó là tuyệt đỉnh. Em dùng thiết kế design của nó với gam màu cực kỳ chính xác mà dựng premium hoàn toàn ok em nhá. Câu hỏi số 7, bạn Dua. Chú ơi, mà cháu chơi game thì làm thế nào để tản nhiệt tốt nhất vậy chú? Chơi game nếu để tản nhiệt tốt thì có cái gì đâu cháu. Thứ nhất là dùng, nếu mà dùng thì cái đây máy ấy, thì cháu luôn nâng cao một chút như này này, để cái khe tản nhiệt bên dưới nó tuần hoàn không khí tốt. Và máy thì có lên cài thêm các ứng dụng phần mềm khi chơi game, ví dụ như là mới đi AppFailer, nó sẽ hiện thông số ở trên khi chơi game nhiệt độ của CPU là bao nhiêu, nhiệt độ của Vega là bao nhiêu. Và nếu mà chúng ta dùng lâu, máy quá nóng thì cháu sẽ vệ sinh bảo dưỡng và tra lại keo tản nhiệt cho máy là máy nó sẽ mát cho nhá. Câu hỏi 8, bạn Khang Minh Hoàng. Anh có thể tư vấn giúp em chiếc laptop nào của HP trong tầm giá 17-18 triệu. Em chỉ làm văn phòng và cốt cơ bản thôi ạ. Em thích chiếc máy vỏ kim loại CPU thế hệ 11, có RAM 8GB và có thể nâng cấp RAM, lắp thêm ổ cứng SSD M2 NVMe 2280 ạ. Anh đừng cho em hỏi thêm, hiện tại mua máy ở tầm tiền này sẽ được TLD lì xì đến 800.000 đúng không ạ?
Em ơi đúng rồi, với tầm tiền này mà vỏ nhôm thì em cố một chút, và HP thì họ bán nó khá là đắt. Nếu như ở phân khúc mà i5 mà thế hệ thứ 11 mà giá mà thấp thì anh sợ là không có đâu. Bởi vì dòng này thì nếu mà thấp nhất cửa hàng anh thì nó là 17,8 triệu rồi. Đó mà lì xì nó cũng khoảng hơn 17 triệu thì nó trang bị i5 108GB hay 256GB màn full. Còn nếu mà cao hơn một chút thì anh hiện nay anh đang có cả các dòng máy mà trang bị vỏ nhựa thì nó rẻ hơn, anh đang bán con i5 vỏ nhựa cực rẻ luôn, dưới 15 triệu. Trong cái đó là một con máy mà cực kỳ khủng, trang bị vỏ hợp kim nhôm. Nó trang bị chip là Ryzen 4700 hoặc là Ryzen 5700. Con 4700 với RAM 16GB luôn nhá, SSD 512GB, anh bán với giá là 18.500. Còn Ryzen 7 5700 luôn, 8 lõi 16 luôn, cực kỳ mạnh, anh bán có 20 triệu thôi. Thì em tham khảo thêm em nhá. Câu hỏi 9 của bạn Chu Việt Hoàng. Chú ơi, kinh tế của cháu 10 triệu, cháu kiến trúc, cháu muốn mua một máy cũ làm đồ họa, sau này có tiền sẽ nâng cấp sau. Với tầm 10 triệu thì cháu chọn cho chú chiếc Dell Latitude 6540. Đây là một trong những chiếc máy mà rất là tốt trong cái nhu cầu học kiến trúc và tầm tiền này, cực kỳ ok. 6540 được trang bị vỏ máy bằng hợp kim nhôm, trang bị i7, RAM 8GB, khả năng nâng cấp RAM, khả năng nâng cấp ổ cứng, màn hình Full HD, có Vega rời. Thế trong kiến trúc thì tầm tiền này con này là ngon nhất, còn nếu mà cao hơn một chút, nhìn hơn một chút thì cháu chọn con HP ZBook 15G1 hoặc 15G2 sẽ mức đầu tư khoảng tầm hơn 11 triệu đến 12 triệu. Nhưng đây là những chiếc Mobi Quotation, máy chạm chuyên dụng thì cái công việc của cháu nó sẽ phù hợp hơn, nhưng đầu tư hơn một tí cháu nhá. Câu số 10 bạn Quang Tiến. Anh ơi cho em hỏi, em có mua một chiếc laptop Lenovo Legion 5 cài sẵn Windows 11 hôm bản quyền, nhưng em đi cài lại Win 10 rồi nó tự update lên Win 11, có mất bản quyền không anh? Không mất em, bởi vì cái máy mà nếu mà nó mặc định mà Windows bản quyền thì nó nằm ở trên BIOS. Khi mà máy không có máy bị lỗi thì em cứ cài, khi bắt đầu bật Wi-Fi thì nó tự nhận em nhá. Còn 11 bạn Nguyễn Đức Trường. Mấy con Lenovo không có nút nguồn thì muốn tắt chế độ tự động mở máy, khi mở nắp máy lên thì tắt như thế nào ạ? Theo anh hiểu ý mà cái câu hỏi của em có nghĩa là khi em gập máy xuống và có chế độ tự động của Lenovo nó giống như MacBook ấy, là mở máy nó tự bật mà em muốn tắt cái này đi đúng không? Thì em sẽ tắt trong BIOS nha em nhá. Và trong BIOS thì nó sẽ có mục là tắt khởi động ứng dụng, thì em tắt đi thì em sẽ bật nguồn khởi động như bình thường. Thực ra là cái máy mà khi mình lật lên nó tự khởi động thì anh nghĩ nó cũng tiện cho mình mà không ảnh hưởng gì cả đâu em nhá. Câu số 12 bạn Tiến Đạt Nguyễn. Lenovo IdeaPad 15 ITL6 có thể làm đồ họa được không ạ? Với chiếc này thì được trang bị là i5 RAM 12GB. Đồ họa đó được nâng cấp lên Iris Xe thì chiếc máy này vẫn xếp ở phân khúc phổ thông và đồ họa tầm trung thôi. Với những phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa các ghép video đơn giản thì chiếc máy hoàn toàn vượt qua các bài test. Còn nếu mà để làm chuyên nghiệp thì với dòng chip G tiết kiệm điện mà không có Vega rời thì nó không thể đáp ứng tốt các công việc đồ họa hay chơi những tựa game chuyên nghiệp anh nhá. Mà nó chỉ những cái phần mềm em hình dung là dòng phổ thông bình bình, và những hầu hết những cái tác vụ về kỹ thuật thì vẫn có thể dùng được, nhưng chuyên nghiệp thì không, bởi vì cấu hình này không phải là dành cho đồ họa em nhá. Câu hỏi số 13 bạn Nazun. Anh làm về Vivobook OLED A515EA đi ạ. Con này phải nói là có rất là nhiều anh em hỏi nhưng anh chưa có hàng, anh chưa làm. Sắp tới thì anh sẽ làm sản phẩm này em nhé. Câu hỏi số 14 bạn Trịnh Hồng Kỳ. Con laptop Dell Inspiron 15 Plus 7610 còn hàng trong chi nhánh Sài Gòn không anh? Sài Gòn thì hiện nay anh đang không có, và mấy hôm nữa anh gửi hàng mà có. Còn nếu em có nhu cầu đặt hàng thì anh gửi vào một ngày là có hàng anh nhé. Bạn Nguyễn Hoàng An. Chú ơi, nếu chỉ làm đồ họa 2D thì i510-210U với i311 thì cái nào tốt hơn ạ? Nếu mà chip của Sungon i3 thế hệ thứ 11 thì có thể là mạnh tương tự so với 10210U. i3 thế hệ thứ 11 thứ nhất là date máy thì được sản xuất là mới hơn, đó là 2021. Trong khi đó là 10210U được sản xuất là 2019 và 2020. Nói chung thì hai chiếc máy này thì nó cũng chỉ bình bình, đồ họa tầm trung và những cái phần mềm phổ thông về cơ bản về đồ họa thì vẫn có thể sử dụng tốt em nhé. Vâng thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm phần cứng đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới topic này. Chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp qua tin nhắn cũng như qua những video hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn với mình thì có thể gọi điện thoại 077357 và 4 số 9 ở cuối các bạn nhé. Các bạn ơi, các bạn nhớ là hiện nay thì kênh công nghệ của TND đã triển khai thêm kênh TikTok có tên là Shop công nghệ TND. Các bạn có thể lên đó để xem các video cũng như qua các bài tư vấn của mình trên đó và đặt các câu hỏi cũng đều được. Mong mọi người ủng hộ follow trên trang TikTok của TND được nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.